Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, cách đây 2-3 ngày thì chúng ta thấy được cái livestream của Thành Mỹ và Bùm Bùm lên tiếng bên vực cho Hồng Loan và kể rõ tất tần tật trong thời gian mà sống chung với lại cô Sáu Bào với gia đình như thế nào. Những cái chuyện mà chúng ta giống như là thâm cung bí sử vậy các bạn ha. Và chúng ta cũng cảm ơn Thành Mỹ đã cho chúng ta biết nhiều cái chi tiết bên trong hơn và cái sự chèn ép Hồng Loan tới cái mức độ nào, cho nên Hồng Loan đã không thể nào mà chịu đựng được nữa. Và cuối cùng cũng như chúng ta biết là mời cô Sáu Hồng Nhung ra khỏi căn nhà đó. Chúng ta cũng cảm ơn chị Ni lúc nào cũng bên cạnh Hồng Loan cũng như là một hộ pháp vậy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, có những người tốt để giúp đỡ cho những người mà thấy cô như là Hồng Loan phải các bạn ha. Sau cái livestream của Thành Mỹ và Bùm Bùm thì chú Bảy Tiểu Linh cũng đã lên một cái livestream và trong đó thì cà khịa. Mặc dầu những lời nói của chú Bảy có vẻ như là không có đụng chạm ai, hoặc là cười khịa, hoặc là cố tình tạo ra mình là một người vui vẻ, nhưng trong ánh mắt và trong cái lời nói thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là chú Sáu Bảy Báo này cũng rất là bực bội về cái livestream của Thành Mỹ và bé Bùm Bùm hôm đó. Thì ông ta cũng chửi mấy đứa nhỏ này là đồ mất dạy này kia nọ. Bùm Bùm là con ruột của chú Bảy. Có mất dạy hay không thì chú Bảy phải cô lại cái bản thân mình có dạy cho Bùm Bùm hay không. Thật ra Bùm Bùm tôi thấy rất là ngoan hiền đó chứ. Nghe lời của bác Năm và những gì dạy bảo của bác Năm, không có học hư về tật xấu như là cô Sáu Bào. Chứ nếu mà bé Bùm Bùm mà học tính cách như là cô Sáu Bào và của cha ruột của mình thì sẽ giống như là Hồng Phượng. Sẽ có cái cách ăn nói hồ đồ và xúc phạm đến người khác rất nhiều đó các bạn ha. Khi mà ngồi nói chuyện rồi khoe khoang được đi du lịch, được một nhà tài trợ, ok, cũng được đi. Có ai thích gia đình của Sáu Bào thì tài trợ cho Sáu Bào và Bảy Báo. Nhưng mà nghe cái cách giới thiệu thì nhiều người không đồng tình và người ta họ tỏ ra cái thái độ gì họ. Khi mà giới thiệu nghệ sĩ lớn Hồng Nhung, nghệ sĩ lớn Tiểu Linh, rồi nội cái cách giới thiệu trong gia đình của nghệ sĩ này, không ai mà tự giới thiệu mình trước mạng xã hội. Chẳng hạn như là tôi là nghệ sĩ ưu tú này kia nọ, tôi là nghệ sĩ nhân dân này kia nọ. Nó có vẻ khoe quá. Mà khi mà chúng ta khoe quá trên mạng thì nó thành ra là nhạt, không các bạn ha. Bây giờ chúng ta nghe lại một đoạn này thôi để kể coi chú Bảy đã nói gì và cũng đã là gửi cái thông điệp để cho cộng đồng mạng biết, cũng như là Thành Mỹ và bé Bùm Bùm cũng như Ni và Hồng Loan nha. Hồ Quảng đặc sắc. Tiểu Linh thì nghề yếu lắm, yếu siêu à. Nhưng mà vẫn dạy cho con nó chạy, dạy tới đâu hay tới đó. Với sức lực khả năng của Tiểu Linh à. Lòng thành khẩn trời đất diệt từ lũ gian ác, xin minh chứng cho tâm thành hận thù chính trời cao. Hận thù chính trời cao. Anh năm mau về đây đi, cùng em diệt trừ tà gian. Hay quá trời, bữa nay tôi cay dữ vậy trời. Theo tôi nghĩ mà ông Năm mà ổng về nha là chắc ổng bẻ họng bẻ cổ mấy người này quá các bạn. Là diệt lũ tài gian này là đúng luôn á. Kết bè, kết đảng phe phái với nhau để hại con của người ta, thì mà người ta có về được rồi á là người ta giải cứu con gái người ta trong thập diện mai phục để diệt gian trừ tà là những người này nè. Thúy Hằng nha, cậu cho giữ gìn sức khỏe con. Chào Thúy Hằng nha. Chào Anna Trần Lê nha. Anna Lê Trần.
Có nghĩa là trong cái clip này thì đa số là cạc khịa lại Hồng Loan với lại Thành Mỹ với lại bé Bùm Bùm mà thôi. Chú Bảy thì tỏ vẻ ra là rất là ổn, nhưng mà tôi thấy không ổn. Tại vì khi mà con của mình mà nó lên trên cộng đồng mạng để nó nói ra sự thật, nhưng mà nó chưa bao giờ nói xấu cha của mình, nhưng cha thì lại chửi con là đồ mất dạy ở trên mạng xã hội này kia nọ. Bé Bùm Bùm đâu có nói gì đâu, hoàn toàn không nói gì trơn á, chỉ nói kể rõ cái câu chuyện mà lúc mà còn sống á, nghệ sĩ Vũ Linh gọi Bùm Bùm về nhà và tâm sự gì thôi, chứ đâu ngoài ra cũng đâu nói gì tới cha, hoặc đâu có nói gì tới Kim Thoa đâu. Dung ngọn dao tung quanh ca chơi chơi hát ngửa đi chú, hát ngửa đi em lên. Sĩ Linh vui rồi. Dạ chào chị Ngọc Phượng à. Dung ngọn dao cái bằng cái nào cũng là đau và thương, đâm chém diệt lũ tà gian không à. Có nghĩa trong cái lời nói của chú Bảy Tiểu Linh này á, hận thù cao ngút trời, mặc dầu chính những người này là những người làm sai với lại con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Với ngôi sao sân khấu trẻ đẹp trai của làng sân khấu 2023 này là nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ, một nghệ sĩ đẹp trai cực kỳ đó, y chang mắt đâm nó luôn, bà con của tôi nữa. Cái này là đang gắn gượng đó các bạn, con của tôi nữa, có nghĩa là chính chú Bảy Tiểu Linh này đã nói với lại tất cả mọi người khi Thúy Nga, danh hài Thúy Nga về Việt Nam lại tới bánh quán bánh xèo này ăn đó, thì nói rằng nó là Hàn Quốc á. Thì bây giờ ngược lại thì bây giờ muốn đính chính lại câu nói của mình và muốn khẳng định cho khán giả biết rằng Tiểu Linh Vũ là con của ông ta. Nhưng mà có phải con ông ta thì không thì chúng ta ai cũng biết hết trơn rồi không các bạn ha. Không phải là chúng ta khinh khi người mà ai ăn ốc rồi bắt người này đổ vỏ. Nhiều khi những người bị đổ vỏ cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái người đổ vỏ này á, không phải là những người tội nghiệp như là ở ngoài xã hội mà chúng ta nhìn thấy. Mà người này đã rắp tâm hại anh mình, hại cháu mình. Và bây giờ lên trên mạng xã hội này để nói những cái câu mà chúng ta cảm thấy chán chường cho cuộc sống, cho cái tình thân. Trong khi á, đứa con gái của mình á, nó vì nhân nghĩa lễ chí tính, nó đi theo cái con đường sáng, đi theo những cái gì mà bác Năm là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh dạy bảo, là họ vỏ đùm bọc với nhau. Nhưng mà Tiểu Linh á, thì lại không muốn như vậy, kết bè kết phái với nhau cùng với lại Hồng Nhung để âm mưu chiếm đoạt tài sản. Tại vì trong cái đơn mà thư kiện Hồng Loan á, về quyền lợi á, cũng có cái tên của chú Bảy Tiểu Linh ở trong đó luôn nè. Trong cái video clip livestream vừa rồi thì cố đi nhắc lại là Tiểu Linh Vũ là con của ông ta, rồi giới thiệu một cách hoành tráng là nghệ sĩ đẹp trai này kia nọ ha. Tôi không biết Tiểu Linh Vũ được ai công nhận là nghệ sĩ và công nhận hồi nào vậy ta. Và nó là giống như là cái gương mặt giống như là cố nghệ sĩ Vũ Linh, tôi thấy cũng chả giống chút xíu nào vậy á. Giống Hàn Quốc thì rất nhiều hơn. Không phải là nói rồi bây giờ mình nó mới nói, các bạn cứ nhìn kỹ đi, Tiểu Linh Vũ rất là giống, rất 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 là giống người Hàn Quốc.
Nói về giọng ca thì tôi thấy là giọng ca cũng ok, được, tôi cái gì đúng thì mình nói đúng, cái nào sai thì mình nói sai, giọng ca thì cũng ok. Nhưng mà nói rất giống Vũ Linh thì không giống rồi nha, không giống chút nào vậy nha. Và ở trên cái Facebook của mình thì đề là cháu ruột của Vũ Linh, cũng nên đính chính lại cái câu nói này, đúng không các bạn ha? Tại vì nếu mà ruột thịt thì người ta đâu có nói đâu, cũng giống như Thành Mỹ đã từng nói, ruột thịt người ta không cần nói, ở ngoài xã hội hay ở trong gia đình thì biết hết trơn rồi. Và mình muốn đi lên bằng cái đôi chân của mình, bằng cái thực lực của mình thì không cần phải đề là cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Và tôi cũng chưa bao giờ nghe nghệ sĩ Vũ Linh nhắc tới Tử Linh Vũ này. Như vậy thì chúng ta cũng đã đủ hiểu rồi các bạn ha. Mình rất thích đọc những lời bình luận của các bạn mà trong cái clip vừa rồi nè. Thì để đọc cho các bạn chia sẻ với nhau nha. Kimberly, điểm đặc biệt lớn nhất giữa chú Vũ Linh và hai đứa em bào báo của mình là lòng tự trọng. Chú Vũ Linh thì không muốn nhận tài trợ gì từ khán giả mà chỉ muốn cho đi. Còn bào và báo và ve chai thì chỉ biết kêu gọi và lợi dụng lòng thương hại của khán giả. Cái bạn này tên là những cái chữ cái không à. Thật ra mình cũng khó đọc được lắm các bạn, như là chữ J, S, V, S, H, S, A, K, S, đại khái là như vậy đó. Thì có bình luận như thế này: mình là người lớn sống sao cho con cháu nó nể, mình không có thì thôi, chứ có dễ gì giấu giếm. Người này không nói, người khác cũng nói ra, con cháu lên mạng nói, mình cũng tại vì mình cư xử không đúng chuẩn mực với con cháu, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Bạn Jean Phone, riêng vợ chồng chú và cô Sáu và Phượng Ve mà lên đứng trên sân khấu chắc là không bao giờ bán vé được đâu chú ơi. Làm ế sân khấu của người ta, tội nghiệp. Và bạn ấy cũng tiếp tục là: xin chú Bảy đừng nói hai từ nghệ sĩ, sao thấy ngượng mồm quá. Danh từ đó không áp dụng cho cô Sáu và Phượng Ve cùng với lại vợ chồng của chú đâu. Bạn ASS thì có nói rằng là: trời ơi, nghe ổng giới thiệu mà tôi muốn ối luôn mọi người ơi. Nguyễn Thị Nga, anh Năm về để giết lũ cướp giật nhà đất của con mình đi. Bạn Trương Kim thì có nói: nay tiền nhiều dư hang, làm sinh nhật cho con của người khác luôn ta. Cậu Năm về bẻ cổ ông với bà Sáu bào bây giờ. Trời ơi, thằng con khoan, nó đâu mang dòng máu họ Võ đâu, mà nói là đi theo nghiệp của cậu Năm. Tại vì trong cái clip vừa rồi thì có lẽ ổng muốn cà khịa bé Bùm Bùm, tại Bùm Bùm là con của ổng luôn. Thì ông nói rằng ông sẽ làm một cái sinh nhật hoành tráng lớn này kia nọ cho con trai của ông là Tiểu Linh Vũ. Cái câu nói này tôi nghĩ rằng ông đang cà khịa con gái của ông. Thật ra với Tiểu Linh Vũ không nên sân si với con của mình. Tôi chưa bao giờ nghe bé Bùm Bùm nói xấu cha mình một điều nào hết. Nhưng mà Tiểu Linh Vũ cũng đã lớn tuổi rồi. Cách nói và cách hành xử thì có vẻ quá sân si. Với lại bé Bùm Bùm thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con người ta không à. Khi mà ông mà xa con cái rồi á thì ông mới biết được cái tình thâm nó như thế nào. Còn bây giờ thì ông chưa nhìn ra được đâu. Bạn Nguyễn Thị Hồng Cẩm thì có nói: nghệ sĩ lớn với nghệ sĩ vừa vừa và mới nổi không hề đâu nha. Chú Tiểu Linh kêu Phượng Rùi sao kê đi chú, sao kê, sao kê đi. Có một bạn thì nói rằng gìn giữ sức khỏe đi, gần đã xa trời rồi.
cuộc sống phù du lắm, đừng có ngáo quá ông ơi. Yến Lê thì có nói rằng là đồ thằng kênh kênh, ho lao gần sắp chết tới nơi rồi, còn cà khịa chơi lần cuối rồi chết, theo anh mình luôn. Theo nghệ sĩ Du Linh hả? Thôi không biết làm sao chứ, nếu mà ở dưới mà đi theo nghệ sĩ Du Linh, không biết báo báo nghệ sĩ Du Linh như thế nào nữa đây nữa. Nói gì nói thôi kệ, mình chù người ta chết thì cũng không có nên các bạn. Thì ai làm cái việc gì đó thì thế nào cũng lãnh lại những cái hậu quả của họ làm mà thôi. Thì giống như người ta nói, gieo gió thì gặp bão mà thôi. Cái clip cà khịa này thì tôi thấy nó không có ảnh hưởng gì đến mấy đứa cháu chứ. Ổng chỉ lên nói chuyện tầm phào tào lao vậy thôi. Rồi có một câu chữ mất dạy với mấy đứa nhỏ này thôi. Còn nếu mà ca Hồ Quảng mà nói về mà cầm đau thương, nó có vẻ nó tính chất hơi côn đồ quá, tính chất sát thương quá. Mình là người lớn, mình vai lớn mà nói chuyện với con cháu toàn là đau thương rồi về anh Năm ơi về đây diệt lũ tà gian. Thật ra ai tà ai gian là đủ biết rồi. Nhà cửa thí dụ mà của chú Bảy Tiểu Linh đi, tự nhiên Hồng Loan hay là Thành Mỹ vô đòi dành chia phân nửa có chịu hay không? Thì đừng có bao giờ có cái suy nghĩ rằng là cái gì của anh của mình, hồi đó anh mình giúp mình đi. Trong bao năm qua vừa rồi thì bây giờ anh mình mất rồi cũng phải chia lại phần lợi cho mình. Những người đó họ có cái tư tưởng và tư duy họ giống nhau đó các bạn. Như là Tiểu Linh nè ha, rồi Hồng Nhung nè ha, rồi Hồng Phượng nè ha, rồi những người mà theo phe bên đó đó, cũng như nhà báo Bình Hưng Hòa nè ha, đại khái những người bên dịch cho bên Hồng Nhung á, luôn luôn lúc nào họ cũng có cái tư tưởng là của người khác là phải của mình. Rồi họ có tư tưởng là vừa ăn cướp, vừa la làng, và phải quy chụp cho những người mà người khác để họ được tẩy trắng cái bản thân của mình. Xem cái livestream vừa rồi của chú Bảy thì tôi chỉ thấy ngao ngán, thấy nó tào lao là nhiều hơn. Hơn là mang một cái thông điệp gì để nói lại với con cháu, không các bạn? Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Giờ mình phải trở vô làm việc các bạn ơi. Vâng, thì ai nấy cũng phải đi làm việc để kiếm lúa thôi con. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye.